Chào cả nhà, đây là dây đau xương, một vị thuốc rất là quan trọng trong việc điều trị các bệnh đau nhức xương khớp. Dây đau xương còn gọi với cái tên là dây thần thông hay còn gọi là tục cốt đằng, khoan cân đằng. Cây này thì chuyên chủ trị chữa về các bệnh như là phong tê thấp, đau nhức xương khớp, đau vai gáy, chữa về bệnh tê dại, chấn thương tụ máu, điều trị về sốt rét, chữa các bệnh tràn dịch khớp gối, tê bì tay chân. Có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị gút và làm giảm đau mỏi cơ gân, giúp mạnh gân cốt. Cây được sử dụng dưới dạng khô, đây là dây đau xương dạng phơi khô và cắt lát. Mình có thể dùng để sắc nước uống hàng ngày. Cách sử dụng thì một ngày mình có thể sử dụng một lượng từ 20 đến 30 gram dây đau xương. Đây là dạng dây đau xương đã được cắt lát, phơi khô như video mình đang quay. Mọi người lấy một nắm tầm 20 đến 30 gram, rửa sạch, sắc với nước, uống hàng ngày. Ngoài ra thì loại này mình cũng có thể sao vàng để mà ngâm rượu cả nhà nhé. Cả nhà có thể kết hợp thêm một số vị thuốc khác hỗ trợ về đau nhức xương khớp như là cây cỏ xước nè, rồi cốt toái bổ, khúc khắc hoặc là cây xấu hổ, cây lá lốt. Mọi người có thể rửa sạch và dùng mỗi loại 10 gram để mình nấu cùng, rất là tốt cho bạn đau nhức xương khớp và tê bì tay chân cả nhà nhé. Hiện tại thì shop mình đang cung cấp các loại thảo dược, cây thuốc nam, trong đó thì có các vị về đau nhức xương khớp như là dây đau xương, cốt toái bổ này, cây xương khỉ và nhiều vị khác. Cả nhà có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.